Chuyến tiêu dao mùa thu 2022, tập cuối, Kinh Bắc, Hà Nội và đường về. Ôi ta nợ mùa thu mãi mãi, từ ngày mây tím bay qua. Những ngày cuối của chuyến hành trình, chúng tôi đã dành cho Kinh Bắc và mùa thu Hà Nội, những ngày Hà Nội thu mưa bay bay. Gia đình anh Công Đào và bạn Thành Hoa Sử Yết Kiêu, như đã bao lần từ khi biết nhau, đã dành những gì ấm áp, nồng nàn nhất của tinh hoa Hà Nội cho mấy anh em chúng tôi. Tôi cũng đã tái ngộ những hiền hữu, những người mà 40 năm trước đã biết nhau, và tình bạn ấy dù không mật vẫn thân đến tận giờ. Đó là những người bạn có cái cốt cách mà chừng dâu biển, thời gian chỉ càng làm họ thêm vững chãi như núi xanh, thảnh thơi vườn mây trắng, và càng lão luyện tự tại như nguyên. Và cũng thật mừng vui khi chúng tôi qua những mối thân hữu lương duyên lại được biết thêm, được kết thêm những người bạn quen mới, những nơi chốn mới, dù sơ mà đã như thân. Năm nay cũng là lần mà chúng tôi ở lại Hà Thành lâu nhất, mà sao cũng chừng như là vội vàng nhất. Ngày rời đi có một nỗi niềm không biết làm sao nói hết. Những người bạn già chúng tôi ai cũng biết rằng tống quân thiên lý, chung hữu nhất biệt, tiễn người dù ngàn dặm rồi cũng phải chia tay. Nên khi đến lúc xuôi nam, chúng tôi, người đi, hành lý cứ lên xe, người ở lại thì giấu quyến luyến trong nhạt nhòa sương khói mùa thu. Tình cảnh ấy làm tôi lại nhớ đến hai câu của Dương Duy: khuyến quân khánh tận nhất bôi tửu, tây xuất dương quang vô cố nhân. Tạm dịch: mời chàng hãy cạn cùng chung rượu, mai chốn xa vời ai cố nhân. Thôi thì cứ nghĩ cho cùng, tuy thân xa nhau mà trong lòng nhau là tri âm tri kỷ thì cũng là điều vạn hạnh, cũng chẳng là một đời tiêu sái lắm sao. Lòng tôi, tình tôi với những bạn tôi ở Thăng Long là như thế, chữ nghĩa nào đủ để nói tận ngôn. Thôi thì thu đông cành cũng buồn như lá, sông Mai về biển nhớ Sơn Khê. Chân ta dù bước lòng đâu biết, chừng cũng ra đi, cũng trở về. Sài Gòn, 29 tháng 11 năm 2022.